Báo các bác quay lại các bác hai cái cây hôm nay sẽ quay hai cây sen quê mini mà tôi rất là thích các bác, rất là thích nhé. Cây là một cái cây trực rất là lùn, phải đổi ý đất thì nó bị mưa nó xối, nó mòn ở chỗ này đấy. Thì cách đây độ hơn một tháng thì có làm cây này, tháo đất và đục lại cây này thì cũng khá là tâm đắc. Tất nhiên nó còn cần thời gian để cho nó mịn màng hơn, nhưng mà cốt cán của nó là trước chỗ này nó hơi thô thì đã xử lý được phần nào rồi, giờ chỉ có bệ rễ nó phun ra là tay cành ở ok, chốt hai tay này ổn rồi. Chỉ cái tay bên kia đã có rồi, giật cái này để làm ngọn hoặc là cái này, đang để hai phương án hoặc là tính tiếp, nhưng cơ bản là sẽ mua cái ngọn ở đây để cho nó bít cái sẹo này đấy. Thì các bác hôm vừa rồi nó mới có bằng này, bây giờ nó bằng này rồi đó. Bây giờ bắt đầu phát vỏ thoát được cái lứa lá đầu tiên khi lúc sau cắt bệ, bây giờ là đã hồi lắm, nó vọt lên rồi, lá xanh đã mướt rồi. Đây có cái sẹo này thì đang chờ cái này nó bít, nó bít đấy, nuôi thôi, và khi nào nó bít thì bít. Thì đã lấy tay cành, lấy tốt, lấy ngọn được rồi. Cây này cao thì đây, chắc phải 20 phân, 21 phân đây các bạn, 20 phân, nhưng là bệ bãi thì đây. Tí nữa em sẽ cái gì? Tí nữa em sẽ lọc sơ một số cái này thì các bác nhìn cho dễ. Có nhiều bác có ý kiến là cắt sớm quá hay này nọ, thì tất cả những nguyên lý thì em đều hiểu cả về làm cây, cắt sớm, cắt thời điểm, cắt lúc nào. Nhưng mà cái chia sẻ với các bác là một số anh em làm YouTube là nó có cái khó, muốn có video mà chia sẻ các bác thì phải liên tục quay hoặc là có cây mới thôi, mà tiền đâu thì mua cây mới đúng không, thì quay cây cũ chỉnh sửa chút để các bác góp ý và ta đảm bảo, chứ không phải em ngày trước em quay video em có hay nói là đừng là ai làm theo em nhé. Đây là cái chia sẻ của các em, chia sẻ của em về tinh thần bonsai và cũng là cách làm, nhưng mà đừng các bác đừng làm tắt như em chia sẻ em buộc. Tại vì một cái cây như này không thể nào mà em chờ đến lúc nó ok vài năm thì mới cắt, thì cái thứ thì các bác theo dõi thì làm sao mà theo kịp được, đúng không? Chờ cái ok này em cắt xong em quay, chờ 5-10 năm nữa lại quay tiếp thì lúc đấy các bác làm sao theo dõi được, các bác đồng ý không? Đấy, còn về cây này thì em sẽ lọc sơ sơ một chút ở những cái đầu thôi, nuôi lại như những cái mầm thở thân thì phải nuôi, và để nuôi những cái mầm thoáng hơn cái này sẽ vam xuống thấp xuống một chút, sau này nó to thì nó cứng lắm, vam xuống khấu vào cái đoạn này, khấu bớt đoạn này cho nó mềm, cho mềm cái khẩu này có được chuyển. Tay này thì ổn rồi. Đấy, bên này thì tính sẽ lấy cái này thôi, chứ cái trên này nó hơi vẩy. Cắt kia kia cái nào to sẽ cắt này. Đấy, không phải đi làm à? Đi xanh quê. Chất lá nó khá là ok đấy các bạn, chất lá rất ổn. Thì bây giờ em dựng cái máy quay lên để xem có tỉa được tí nào thì tỉa cái này nhé. Hôm rồi nó sâu, nó còn quấn lá nó rất là nhiều, bây giờ nó vượt đi khỏi. Đây là cây này và cái cây này thì tí nữa sẽ nhắc lên các bác xem. Hôm mà em rửa rễ cây này sướng lắm, bây giờ nó đã như này rồi, cắt cái chốt đây, cắt cái ngọn này đây, giật lại rất ok nhé. Cây em rất là thích xanh quê đấy các bạn, dòng xanh quê mà lá nó có cái hàng chấm này, hai miếng ghép lá đây, những cái lấm tấm trắng này. Chắc chưa có gì để cắt nhiều các bạn. Này vam thấp xuống, không 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 dày lắm,
rất ngắn, rất sụt. Chung ở nhà nghe cứ nói lẩm bẩm đi gì chứ. Khi mà lọc cây, lúc lọc non này các bác hết sức cẩn thận, chỉ cần đụng vào đây cái nó sứt ra là coi chỗ này vào tận lõi luôn. Khi mà nó già ấy, nó lớn lên bằng ngón tay này thì mới nhìn rõ cái sẹo rất là to, mặc dù cái lúc bé này chỉ là xước cây lên chút vỏ cái tai hại. Nên là khuyến cáo là đấy, lại khuyến cáo câu là đừng làm theo em. Rễ nó buông buông ở đây, cây làng trực làng, trực làng rất hay, ngọn này xong ở bên đây. Đấy, cái này vít thấp xuống. Đấy, vít thấp xuống, thấp xuống chút nữa. Chèo chút, vít nó thấp xuống luôn. Bà tha lôi một ổi rồi này. Bên dưới nối với những cành cứng thì cứ dần dần các bác, mai các bác lại cho nó xuống một chút, cứ dần dần đừng có cố luôn. Mai sẽ xuống, mục tiêu là xuống đến tận đây. Để một vài cái mầm thở đây cho tạo u để kéo phát triển rễ và thân bệ. Lọc vào những cái nào nó mọc chi chít. Cái này thì sao bỏ, mình nuôi cái này to thì bỏ, còn cái này thì bỏ. Đây. Nói chung là một cây hay các bác. Hay đây.
siêu mini. Siêu mini. Đây gần lại chút nữa. Là mà theo dõi cái hôm em quay mà nó rửa cái bệ này đi, các bạn thích thích. Đế 24 giờ trải kín đến mặt chậu rất đều. Đấy, tay chốt đấy. Đã ra mầm rồi. Ngọn này. Rất nhiều dữ liệu. Rất nhiều dữ liệu để làm. Rất nhiều dữ liệu, rất nhiều u cục. Phân. Sao thế? 15 phân. Đây. Gần tí cho các bác xem đây. Đây, các bác nó vùi ở dưới các bác không nhìn thấy đâu. Đây. Nó tỉ tựa đây. Đây, đây. Còn vệ là vệ. Đấy, đây. Theo dõi lại cái video mà lúc rửa đấy. Đây có nhé. Đây. Đấy. Cái mini rất hay. Đây. Chốt trước là mọc đầy đủ. Mầm thở, u cục đầy đủ hết. Sau đây cũng có nhìn. Cái u này, những cái u này sau rất là to, nhanh. Mầm thở. Chốt đây. Thay thế được cái tay này rồi. Ngọn đây. Rất nhiều dữ liệu. Đây, đây, đây. Nhiều dữ liệu. Đấy. Xung quanh đều rất nhiều mầm thở. Vừa bo sẹo vừa kéo cây phát triển. Biến cây đi. Gọi là biến cây đường như vậy thôi. Xung quanh nhiều sẽ biến đi. Một vài năm bác sĩ nhìn thấy nó khác. Tất nhiên vẫn cái form dáng nhưng nhìn thấy nó khác. Mặt này nhìn rất béo. Rồi. Rồi các bác nhé.